Xin chào anh em, xin chào các bác nha. Hôm nay cửa hàng lại lấy về được một ít ổ cắm bãi của Nhật. Những cái ổ cắm này gần như là nó bền suốt theo thời gian nói luôn đấy nha. Ổ cắm của Việt Nam hoặc là ổ cắm đời mới thì độ bền nếu mà nói so sánh thì không bao giờ hỏng. Nói luôn các bác, cái những cái ổ loại này gần như không bao giờ hỏng. Còn những cái ổ đời mới thì có thể hỏng bất kỳ lúc nào sau một thời gian các bác dùng. Những cái ổ này thì nó chỉ cũ nhựa theo thời gian thôi. Và nó là hàng bãi thì nó bám bụi, bám bặm, bẩn vào đây thì cũng chả có nhu cầu lau sạch hết được đâu, vì nó là hàng bãi mà anh em. Hôm nay có một ít để lại đăng lên, bác nào có nhu cầu thì đặt hàng. Và nó là ổ cắm chân dẹt anh em nha. Có nghĩa là anh em phải lưu ý là chân dẹt này mới cắm được này, chứ không phải là ổ cắm chân tròn cho những cái thiết bị điện 220 đâu. Có nghĩa là ở nước ngoài ấy, thì là nó thường làm ổ cắm chân dẹt. Còn ở Việt Nam những cái thiết bị điện 220 nó là ổ chân tròn thì các bác không cắm được vào ổ này. Đấy là anh em lưu ý. Nghĩa những cái đồ này là cắm đồ âm thanh bãi. Thì cái ổ như này cửa hàng vẫn bán giá là 300.000 một cái. Bác nhìn thấy nó xịn không? Cái này lần đầu tiên thấy cái đầu cắm này. Những lần trước thì không thấy cái nào này. Đây có hai cái kiểu như này. Anh em nhá. Đây, cái như thế này. Hai cái này. 300.000 một cái này. Nó đều chịu tải công suất như nhau hết, kể cả ô tô ổ bé đều là 1.500W hết. Đấy em có thể nhìn này, này. Nó ngon lắm luôn ấy. Bên đằng sau này nó có cả nam châm này với cái ổ này. Hai cái nam châm để nó bám trên bàn ấy. Cái này không có. Còn cái ổ như này là 200 này, cái này hai lỗ. Để 200 cho anh em. Ổ này 250, 4 lỗ. Tôi tính lỗ ra nó còn ngon hơn cái ổ này. Nó làm không kiểu cái này trông nó vẫn khủng hơn. Cái này nó hơn có bóng đèn, có báo công tắc. 250.000. Về kể cả dây anh em nhá. Dây cái này với dây cái này nó không hề kém nhau, kể cả dây cái này anh em nhá. Bởi vì cái này nó là thật này. Còn cái này là bên trong nó lại là một cái lớp nữa như thế này. Cái này nó hơn cái ngoài kia là nó có cái vỏ thêm ở lớp ngoài đó. Chứ không có chuyện là cái thằng dây bé này mà kém hơn thằng dây này anh em nhé. Lõi như nhau hết. Cái lõi cái này phần kim loại của nó, nếu mà cái ổ nào nó đứt ra nhìn thấy nó phê lắm anh em. Kim loại của nó thật sự là thật luôn. Cái này 250 này anh em này. 4 lỗ nhưng 250. 4 lỗ 250 này. Nationa này. Cái này là 150 này. Cái đèn này 150, 3 lỗ này. Thì các bác nào mua có nhu cầu cứ hỏi đặt tôi cái này. Loại 300 hoặc 250 hoặc 150 thì gửi cho anh em một cái. Cái này 150 này, 3 lỗ này. Cái này 3 lỗ 150 này. Lationa. Đều 1.500W hết. Cái này dây nó dài, cái này 200 này. Cái này dây dài thật, có cái nó làm rất dài anh em nhá. Dài tầm 4-5m dây luôn. Thì thật ra mình chả cần dài quá làm gì. Có bác nào cần ngắn thì nó đỡ lòng thòng thì cái này hợp lý này. 150. Cái này 250 này. Cái này 150. Nói chung là giá từ 150 đến 300. Em nào có nhu cầu thì có thể đặt hàng và gửi cho các bác. Và tiếp theo lại là dây AV Đức Tồn Kho. Dây này cửa hàng đã bán rất nhiều luôn trong những ngày vừa qua và những ngày trước đó. Thì vẫn là 200.000 một dây. 200.000 một dây như thế này anh em nhé. Đây tôi lại đặt một cái dây của Trung Quốc Choi Si ra để các bác dễ cảm nhận. Đây như này gọi là một dây đó. Đủ để các bác cắm từ đầu đĩa xuống âm ly hoặc từ đầu gì đấy mà. Thì cái dây này nó là dây hàng tồn kho ở Đức, thì chất lượng nó khác hẳn luôn. Khác ở về cái đầu cắm này. Anh em nhìn thấy cái đầu nó xịn không? Đầu đúc luôn. Và cái phần kim loại nó rất dày dặn, thì theo thời gian nó rất bền, nó không bị bô ve như những cái đầu của Trung Quốc này. Cái này nó rất mỏng anh em nha, rất mỏng. Và các bác cắm không khéo nó vỡ luôn cái đầu này. Và cái lõi dây này nó là nó kim loại nó tốt, nên độ truyền tải âm thanh nó ngon. Bình thường cái dây như này cửa hàng bán 100. Mời anh em so sánh một cái dây Đức kia có 200.000 một dây. Hàng tồn kho thì nó có ra đấy anh em nhá. Thì khi chơi âm thanh thì các bác có điều kiện, cũng chả cần điều kiện đâu, như này có 200.000 giây thì mình đáng bao nhiêu. Chơi 2 hoặc 1 hoặc 2 giây hết có tầm 400.000.
thì nó được cái độ xịn sò, nó không bị mô ve sinh ra tiếng sôi ổ, cũng như là nó bền theo thời gian thì các bạn chén. Đấy là những cái cửa hàng giới thiệu ngày hôm nay, xin cảm ơn. Ổ cắm thì giá từ 150.000 đến 300. Đây cái này 300 anh em nhé. Đây có hai cái ổ 300. Còn lại cái này là 250.000 này. Cái này là 150.000. Cái này 250.000 bốn lỗ. Này 250.000. Hai công tắc. Đây 250.000. Này 200. Ok, xin cảm ơn. Nhìn nó bẩn bẩn cũ cũ nhưng mà chất lượng của nó thì cái dạng thôi rồi luôn.